Và đây mình xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Giác quan thứ 6. Chương trình ngày hôm nay được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, đến với Giác quan thứ 6 không chỉ là những người chơi, những vị nghệ sĩ khách mời, mà ngay cả khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ cũng sẽ có cơ hội để trải nghiệm và thử nghiệm xem trực giác của mình sẽ như thế nào, có chính xác hay không, chỉ qua vài ánh nhìn, vài lời chia sẻ đến từ những nhân vật bí ẩn. Chúng ta hãy kiểm tra điều đó ngày hôm nay cùng với ban cố vấn chúng tôi, gồm hai người nghệ sĩ trẻ Lê Lộc và Hữu Tính. Ôi, trai tài gái sắc. À không, nhầm, trai tài gái sắc đây rồi. Bên cạnh đó là sự thông minh và tinh tế của họ. Chúng tôi đã cảm nhận được điều đó. Thì ngày hôm nay với cái cảm giác của một người phụ nữ, giai hoàng thứ 6 của em đã động đậy hay em đã nằm mơ, em thấy được cái cảnh này bao giờ chưa? À không anh, giác quan thứ 6 của em nó linh động lắm. Ủa kỳ vậy, nó chuyển qua thứ mấy rồi? Em nhớ đợt trước là em có nói với anh là giác quan thứ 6 của em là về giấc mơ đúng không? Mơ. Đúng rồi. Bây giờ là gì? Nhưng mà bây giờ em còn một cái giác quan nữa là giác quan gợn da ốc. Gợn da ốc. Người ta thường có 5 cái gọi là cái ngũ giác cơ bản đúng không? Ừ. Còn em là còn một cái gọi là sở da gà giác. Đó, cảnh giác. Cảnh giác. À cảnh giác. Wow, cảnh giác. Thì cái sởn da gà đó nó như thế nào? Thì nói chung là cái người nào mà đem lại cho em cái cảm xúc á. Ừ. Tự nhiên em linh cảm với người đó là tốt hay xấu. Chính xác. Bây giờ mà cứ ở gần người xấu là tiện nổi da gà. Ủa, rồi người xấu thì sao? Giống như hiện tại này là em đứng gần anh em cũng nổi da gà đó. Ủa vậy hả? Ừ, không biết anh là tốt hay xấu. Em ơi, cái máy lạnh nó quá tốt làm em nổi da gà. Ủa vậy hả? Ừ. Còn Hữu Tính thì sao? Khả năng của bạn như thế nào? Khi mà em tham gia chương trình giác quan thứ 6, em nâng cao rồi. Wow. Bây giờ em có thể nói là em giác quan cả tuần rồi. Không còn là thứ 6 nữa. Cảnh giới mới. Dạ. Là nguyên tuần thứ 7 Chủ nhật luôn. Dạ đúng. Không rồi. Là thứ 6 nữa. Cảm ơn hai bạn. Xin mời ban cố vấn về chỗ. Và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của nghệ sĩ khách mời. Đây là một anh chàng, người bạn thân của tôi. Với dàn sao cũng từ tôi trở xuống thôi. Độ tuổi cũng vậy thôi. Đó chính là anh chàng MC, diễn viên, ca sĩ Trường Quốc Bảo. Dạ. Dạ. Chào anh. Thiệt á. Dạ, chào anh. Giác quan sao giới thiệu như vậy chẳng khác nào tự giả cái mặt MC á. Nãy em nghe cũng hơi thốn thốn ở trọng, nghe cũng hơi mệt. Không, dạ, nhan sắc cỡn hoàng rất bơ trở. Trở xuống. Không, lên, lên nó lại, trở lên. Nhưng mà ngày hôm nay em nép mình lại. Wow. Cho anh lên đi, em xuống cũng được. Không có, anh em mình giống như boy band vậy. Không, cái này boy band. Cái này bồi bàn. Bồi bạc. Baby. Bồi bạc. Dạ, boy band là bồi bạc. Ok, đội bồi bạc. Được lắm. Được lắm. Dạ. Chơi nhìn ra ha. Mình chơi khá thân với nhau mà. Dạ. Đây, bên đây ban tư vấn giúp đỡ cho bạn bên nhiều. Bên này cũng khá thân với em luôn. Khá thân. Dạ. Đó. Ấn tượng cô gái mặc áo vàng. Dạ. Thái độ quan trọng. Kính thưa quý vị và các bạn. Dạ. Lê Lộc, một người con gái duyên dáng, hài hước, thông minh, bản lĩnh, mà đặc biệt chơi game show rất giỏi nhanh. Giỏi hả? Em được diễm phước là kết hợp với Lê Lộc trong rất là nhiều game show. Oh. Và game show làm đồng đội của Lê Lộc và nhờ Lê Lộc xuất hiện trong đội của em. Yeah. Cho nên em là một trong những người được ra về sớm nhất. Wow, là về loại hả? Ra bị loại. Trời. Đôi khi có những cái game là chính đồng đội mình loại mình, là Lộc đã làm cái điều cay đắng đó với em. Wow, đây là một minh chứng cho câu nói không sợ đối thủ mạnh chứ sợ đồng đội mình. Đó. Gì vậy? Nhưng mà bù lại là ai? Đây có Hữu Tính. À, Hữu Tính đây. Đây là một người đàn ông. Đây lại là quý vị à. Dạ. Thần đồng game show là em chứ thần ai nữa. Trời ơi, thần đồng này hơi lâu đó. Em chơi game show là em nói xin lỗi cũng thắng rồi, cũng phải 8 trên 10 chứ không ít. 8 trên 10. Cho nên anh yên tâm, ở đây đã có Hữu Tính gọi là kinh nghiệm đầy mình. Đúng rồi, bình luận rồi góp ý cho anh chắc chắn là sẽ chắc chắn. Anh thấy là cái phần mình giải thích á cũng hơi chắc chắn rồi đó. Thấy phần lập luận thấy chắc chắn như không, sao nhưng mà luôn. Được cái là anh Hữu Tính là một người em rất là tôn trọng, hiền lành nè. Đúng. À, dễ thương nè. Đúng. Ấm áp nè. Chơi bóng rổ rất tốt nữa. Là vừa nhìn cái rổ á nè. Dạ. Hay quá. Nhìn chú Bảo là sẵn sàng tinh thần rồi đúng sẵn không? Sẵn sàng. Vào vị trí. Dạ. Kính
Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần chia sẻ về thể lệ của trò chơi ngày hôm nay cùng với giác quan thứ 6. Đặc biệt là những lời chào đầu tiên đến từ 6 nhân vật bí ẩn. Bây giờ sẽ là thể lệ. Trương Quốc Bảo, bạn đang đối diện với một cái đề bài khá khó ngày hôm nay, gồm 6 nhân vật bí ẩn và 5 ô số. 5 ô số bí ẩn này nó đang chứa đựng rất nhiều số tiền thưởng, tương đương các mệnh giá 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, wow. 25 triệu. Wow, rất cao. Là coi như là em trúng cái số tiền nào là anh Hoàng móc ra cái gửi em luôn. Không kế toán. Mà trong 36 kế nào chậm nhất bạn cũng biết rồi. Dạ, kế toán. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho bạn sẽ là 3 đặc quyền. Một là ngôi sao may mắn để có thể nhân đôi số điểm thưởng nếu như bạn đoán trúng. Wow. Hai là loại trừ 50%. Và sự lựa chọn cuối cùng đó chính là hỏi nhanh đáp nhanh. Dạ. Những câu hỏi thật hợp lệ. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của 6 nhân vật bí ẩn ngày hôm nay. Xin mời. Oh, wow. 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 Căng quá. Mình đi làm nhiều rồi, bây giờ mình được về nông thôn. Nhìn cái không gian này cái là em tưởng tượng tới đất phương Nam liền. Ở đây em thấy có là Chí Phèo, Thị Nở phải không? Ủa có không? Đó. Hình như đứng giữa đó. Đó, cái cặp đó. Hợp lý. Đâu bây giờ mình thử dự đoán từ vị trí số 1 đi. Đầu tiên là dùng thị giác trước. Đúng, đúng. Là mình nhìn trước là cái anh chàng đầu tiên. Mình thị phạm đi. Thị phạm. Anh chàng đầu tiên thì một vẻ ngoài rất là nam tính. Đúng, đúng. Cái phong thái của bạn này thì em cảm thấy là hình như là đây là một anh chàng diễn viên, nghệ sĩ. Còn cô số 2? Cái chị thứ hai này với cái bộ đồ này em nói thiệt là rất là phù hợp luôn. Chị này là chị bán kèo ngoài chợ Bến Thành. Bán kèo ngoài chợ Bến Thành. Là mấy cái chị hay gánh á. Thường là có gánh bún riêu, gánh bánh canh, gánh chè. Đúng, em thấy là cái giá kỳ hợp hợp. Còn anh số 3, anh này chắc là Lê Lộc, dự đoán là Chí Phèo đúng không? Dạ đúng rồi. Lê Lộc thấy anh này sao Lê Lộc? Em đoán cái anh này là có thể là làm nghề đánh bắt cá. Chí Phèo rồi nghe cái lò gạch cũ. Anh làm thợ hô. Cũng có thể là anh là thợ xây dựng, kiến trúc sư. Ừ. Bên cạnh là chị bán cháo chăng? Cháo hành. Bên cạnh là cái chị dạy nhịp điệu á. Tại vì giống như là cái nguồn năng lượng á, chị không có nghiêng được. Bảo nghĩ là chị này làm nghề gì? Không biết là chị này sẽ làm nghề gì, nhưng mà em nghĩ là đây là một cái nghề rất là năng động. Cần sự hoạt bát, cần sự lanh lợi. Nếu mà vui tính nữa. Vui tính nữa, nên cái ngôn ngữ hình thể với cái cách mà chị biểu đạt cái cảm xúc á, thoải mái lắm. Thoải mái, chọc kẹo mọi người. Đó, năng lượng tích cực. Chứ không phải là làm văn phòng. Đúng, đúng, đúng. Bây giờ đến với nhân vật rất là ngầu nha. Dạ, bộ chào rau bác. Là rau là thiệt chắc luôn. Với nhân vật số 5 thì bạn đoán xem nghề gì? Em nghĩ là nhân vật số 5 này là làm thinh. Nãy giờ thấy bác này bác căng quá. Thật ra đây là một con người đầy cảm xúc. Ủa tại sao? Sống nội tâm. Đúng rồi, lúc mà hoàn cảnh khó khăn đã bán đi cậu vàng. Ủa? Dạ con chào bác Hạt. Ủa lão Hạt đây sao? Cậu vàng đi rồi ông giáo ạ. À. Cậu vàng đâu rồi? À cậu vàng đây rồi. Cậu vàng đang ngồi kìa. Tâm bậy. Mỡ vàng. Lúc này cậu vàng khỏe không hả mỡ? Bảo vàng chi. Đúng rồi. Đã có cậu có mỡ. Ông giáo đúng không ông giáo? Cái này là anh giáo thôi. Anh giáo thôi. Anh giáo anh hơi trẻ. Tại anh mặc đồ giống như thầy giáo gì đó. Dạ đúng rồi. Đó chính là sự mơ hồ như một trò đùa của chúng tôi thôi. Dạ. Đó là những phần dự đoán. Quý vị chờ đón xem họ sẽ có những lời chào ấn tượng ra sao. Xin đừng chuyển kênh. Hãy nghỉ ngơi trong ít phút quý vị nha. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng đầu tiên của giác quan thứ 6 được mang tên ấn tượng đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ ấn tượng với giọng nói của họ nha. Dạ. Xin mời anh chàng ở vị trí số 1. Chỉ với vài câu nói bâng quơ mà tôi đã có ngay một người vợ chứ sau vài lần gặp gỡ. Đó là một cảm giác rất là kỳ lạ mà tôi không biết phải diễn tả như thế nào cả. Nhưng mà tôi biết được rằng từ đây về sau tôi sẽ có được một người chia sẻ cho mình những chuyện buồn, chuyện vui, cũng như là cùng nhau cố gắng để có cuộc sống khấm khá hơn. Mọi người thử đoán xem tôi là ai. Vợ Nhật. Vợ Nhật, đúng rồi, vợ Nhật. Khi mà mới nhìn thôi thì nghĩ là diễn viên ca sĩ. Dạ. Nhưng mà khi mở miệng nói ra thì em nghĩ là MC hoặc là một diễn viên lồng tiếng. Cũng hợp lý, hợp lý. Dạ, giọng nói cũng rất là hay. Tại cái ngoại hình sáng quá mà. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn bạn số 1. Và bây giờ sẽ là chị vợ số 2, xin mời. Anh chàng lạ một thì tôi còn lạ 10 mọi người ạ. Đến giờ tôi vẫn chưa thể nào tin được rằng tôi đã là vợ, là dâu của một nhà ai đó.
Bây giờ tôi đã có một gia đình nhỏ nên tôi tập để làm dáng thành một người phụ nữ của gia đình, học cách làm vợ, học cách làm dâu và cùng anh Tràng xây dựng nên một gia đình nhỏ hạnh phúc với tiếng cười của con trẻ sau này. Chồng Nhĩ. Trời ơi, cái gì mà Hoàng Nhĩ? Trời ơi, nó quý quá trời luôn hả? Mặc dù tôi biết diễn nhưng mà nó dễ thương đúng quá. Đúng rồi, nhưng mà thấy cưng, nhưng mà cái giọng nói nha. Chà, giọng nói cũng là diễn viên lồng tiếng nha. Hồi nãy bên đây là MC, bên đây là nghiêng hẳn qua lồng tiếng luôn. Có nghĩa là giọng nói rất là đẹp. Đúng đúng, có khi là giáo viên đó. Nào, xin chào anh chàng nhân vật số 3. Phải anh Phèo, anh Phèo. Tôi muốn được lương thiện. Muốn được lương thiện, đúng rồi. Ai cho tôi lương thiện? Tôi sống không có mục đích, không có tương lai, không có ngày mai. Cho tới khi tôi gặp được em thì nở này. Thì tôi đã muốn cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, có một động lực để làm lại cuộc đời. Có một gia đình nhỏ, ước mơ chỉ có bao nhiêu đó thôi. Vậy mà có bao nhiêu người lại muốn cướp nó đi. Không có, ông ơi, không có. Thôi, buồn rồi. Buồn rồi. Không nói nữa. Hôm nay hãy cùng đón xem tôi là ai. Ông buồn mà, ông buồn cười á. Buồn mày đâu, nhìn Trung Quốc Bảo giống như nhìn Bá Kiến vậy đó. Anh có gì từ từ nói anh nha. Dạ. Em đoán anh này là quay phim. Hả? Tại sao vậy? Mấy anh quay phim mập mập vậy nè, cỡ này không á? Dạ. Chính xác, mấy anh quay phim mấy anh vậy đó. Dạ. Vậy bây giờ sẽ là cô nàng số 4. Ai cho hàng không? Vô một chén á là khỏe liền nha. Không tin hỏi anh Phèo nào. Dễ thương. Mọi người thử đoán xem tôi là ai. Nở chắc rồi. Chị là diễn viên hoặc là những streamer, những người thường xuyên phải bán hàng online. Đúng rồi. Cái miệng rất là lanh lời. Bổ bạ lắm. Dạ. Rồi chúng ta hãy đến với Võ Tòng hay là Bá Kiến đây. Xin mời số 5. Ông giáo ơi, mọi người ơi, chắc hẳn mọi người cũng biết tôi có một người thân rất đặc biệt, gọi là cậu Vàng. Nhưng cũng vì vài câu chuyện cá nhân cho nên tôi không thể nào để cậu ở bên tôi mãi được. Tôi buồn lắm ông giáo ạ. Tôi muốn nói rằng chúng ta nên trân trọng và yêu thương những người ở bên cạnh mình. Bây giờ thì mọi người hãy đoán thử xem tôi là ai nha. Dạ, cảm ơn lão Hạc. Căng à, giọng nói thì chứng tỏ đúng với tuổi đời này rồi. Anh ơi, em đang lo cho chú lắm luôn á. Tại sao vậy? Không biết chú đứng nó có lạnh hay không mà nãy giờ thấy chú đánh bồ cạp quá trời. Tại sao mặt chú căng lắm. Vậy là chú không phải là nghệ sĩ. Không có quen với anh đàn sân khấu. Đúng rồi. Rất là hồi hộp. Cảm ơn lão Hạc. Như vậy, ông giáo ơi, số 6 ơi, giới thiệu đi ạ. Có lẽ chẳng có ai thấu hiểu và đồng cảm lão Hạc bằng như tôi. Bởi hai ông bạn già thường có những tâm sự với nhau. Ngoài làm bạn với lão Hạc ra thì tôi còn có một niềm đam mê bất tận với sách. Và đó cũng là một tài sản quý giá nhất đối với tôi. Hãy thử đoán xem tôi là ai. Anh sẽ là tổng giám đốc của Thư viện sách Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là tổng biên tập của một tòa soạn nào đó. Dạ. Xin cảm ơn 6 nhân vật bí ẩn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là phần thi của Trương Quốc Bảo. Vòng 1, ấn tượng đầu tiên bạn đã cảm nhận được rồi. Và bây giờ với trực giác của mình, chọn cho mình con số may mắn đi. Từ 1 cho đến 5. Em sẽ chọn con số 4. Lý do? Tháng sinh của em. Nào đội cố vấn ơi, dự đoán xem số 4 này bên trong là bao nhiêu tiền. Anh đoán nhiều. 10 triệu đi. 10 triệu. 10 triệu. Dạ. Lương lượng đi. Và bây giờ sẽ là từ khóa đầu tiên liên quan đến một trong 6 nhân vật này. Xin mời từ khóa. Hả? Rồi. Tổ chức từ thiện. Ai trong số 6 nhân vật này là người thường xuyên thực hiện những hoạt động thiện nguyện này? Từ 1 cho đến 6. Ai cũng toát lên cái nét nhân hậu và thương người. Nhưng mà quan trọng là cái quỹ thời gian của họ có đủ để có thể thiện nguyện hay không. Em á thì em đoán là số 2 đó. Yeah. Bluetooth thôi, từ xa thôi. Hay quá. Yeah. Ủa tại sao số 2 vậy? Không, tại vì thật sự không biết khi mà em chưa có suy tính gì hết. Khi cảm mà cái cụm từ này hiện lên cái tự nhiên số 2 nổi bật trong mắt em liền. Cái giọng nói và cái cốt cách mà chị thể hiện ra. Mà những người mà em biết á, mà những người hay làm từ thiện á, đều là phụ nữ. Đa số thôi. Đa số những người em biết là phụ nữ. Nhưng mà hữu tính, bạn có tín hiệu và trực giác đến từ nhân vật khác không? Em cũng nghĩ một điều nha. Đa số là phụ nữ. Dạ. Yeah. Thì em nhìn sơ qua thì rõ ràng em thấy có hai người phụ nữ.
Dạ đúng rồi, ai cũng thấy mà, khán giả cũng thấy mà. Nhưng mà quan trọng bạn đã ấn tượng với nhân vật số mấy. Tại sao anh không nghĩ là bà thì nở? Đúng. Tôi nghĩ số 4. Tôi cũng đang thiên thiên về số 4 nha. Không nha, số 4 là không phải làm từ thiện nha. Nhìn cái chân của chị đi. Chị đứng chéo qua như vậy. Đó là nhân vật em. Chị là diễn viên hay là diễn viên múa rồi đó. Họ đứng cái thế vậy họ quen rồi. Em đừng có vì cái bộ đồ mà em bị đánh lạc hướng. Và bây giờ chắc chắn là em sẽ lựa chọn cái quyền ưu tiên là 50-50. 50-50 loại trừ. Xin mời giác quan thứ 6. Hai chị nữ bị loại, tôi cười hoài luôn. Kết quả là dạ. Ba thành viên không? Đầu tiên đúng rồi. 4, 5, 6 anh ơi. Mấy? 4, 5, 6 đúng không? Nếu như mà loại 1, 2, 3 thì em lại nghiêng về số 6 hơn. Tại vì nhìn cái phong thái của anh ta đỉnh đạt hơn. Đúng. Cái này nói thiệt, hồi nhỏ đi học cô giáo cho làm thủ quỹ. Cái mấy bạn có, ủa sao vậy sao? Nhà nó giàu có tiền đền. Nhà nó giàu có tiền đền. Thiệt, có nghĩa là khi mình làm từ thiện cũng có một số ít người họ sẽ nghĩ là à cái người này giàu, họ không có tham đâu. Có nghĩa họ tổ chức để họ làm thiệt. Theo tôi đang có thiện cảm về anh chàng số 6. Em cũng số 6. Tôi thì số 4. Nào bạn quyết định đi ạ, bấm chuông và trả lời. Bấm chuông và trả lời. Và câu trả lời là? Câu trả lời của tôi đó chính là số 5. Hả? Số 5. Bấm chuông cái nữa đi để xác nhận. Và bây giờ xin mời giác quan thứ 6 hãy lộ diện kết quả. Nhân vật số 6. Trời. Số 5 không phải. Trời ơi. Tự nhiên phân tích cho đã không chọn số 5. Tức thiệt hả? Không sao, trực giác của anh ấy. Phải tôn trọng vào trực giác của anh ấy. Trực giác chất quốc. Là cái vòng đầu tiên em thấy được, em thể hiện cái sự tê giác của mình. Rồi. Dạ. Nào chuẩn bị còn tê giác hơn nữa nè. Số điểm thưởng nằm trong số 4 là bao nhiêu tiền đây? Trương Quốc Bảo đã vụt mất 10 triệu. Ôi, chính xác luôn. Hay quá, đáng hay quá. Và bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ ông giáo ơi. Chào MC Quốc Bảo cũng như là Lê Lộc, Hữu Tính. Dạ. Cũng như là chào anh ngoài rapper. Dạ. Cũng như tất cả các quý vị đang xem chương trình. Tôi tên là Trần Hữu Phúc. Mọi người thường gọi tôi với cái tên Facebook là Phúc Trần. Tôi là một người đại diện cho nhóm từ thiện Bát Cháo Từ Tâm. Mình biết đến hoạt động từ thiện thì từ khoảng năm 2013 tới bây giờ. Mình cùng với lại ba vị nữa là thầy Thích Lễ Bình, cô Như Trần và anh Lê Minh Hưng có ý tưởng là tạo ra một cái chương trình gọi là Bát Cháo Từ Tâm để mình nấu những phần cháo ăn sáng cho các bệnh nhân trong bệnh viện. Bốn người mình quyết định chọn là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, quận 5. Yeah. Để là nơi để mình trao những cái phần thức ăn sáng đó. Mấy thầy trò làm rất là khó khăn, tại vì nơi nấu thì cũng không có. Tụi mình nấu xuyên đêm, mỗi nơi là nhận nấu là khoảng 100-200 phần. Thì là nấu 2-3 nơi, lúc đó mình sẽ gom lại. Và đúng khoảng 5 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, có nghĩa là mình bắt đầu từ 21 giờ tối thứ Bảy. Dạ. Thì nấu tới khoảng 3 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, lúc đó mình sẽ vô hộp và sẽ di chuyển ra bệnh viện. Lúc thời gian đầu thì cũng hơi khó khăn thật, là không có chỗ để mình nấu. Thì đến khoảng kỳ thứ 3, thứ 4 gì đó thì mình có gặp một cái gia đình của anh Nghĩa với chị Dung. Thì hai vợ chồng này rất là có tâm. Hai vợ chồng nói là mấy anh em cứ gom qua nhà anh chị nấu. À, tốt quá, có chỗ rồi. Thì coi như là anh chị đầu tư bếp, nồi, niêu, son, chảo, tất cả các kiểu. Dạ. Còn bản thân mình với lại bốn thầy trò thì sẽ vận động về kinh phí với lại nhân sự. Người góp công, người góp của. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn tấm lòng của anh cùng với tất cả các thành viên còn lại trong tổ chức của mình. Và hy vọng những chuỗi ngày sắp tới cũng sẽ tràn đầy những niềm vui, hạnh phúc và lan tỏa được những năng lượng này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn anh đã đến với chương trình của tôi, giải quả thứ 6. Kính thưa quý vị, như vậy vòng 1 đã khép lại. Ngay sau đây sẽ là vòng 2 được mang tên Cảm Quan.
Thưa Quốc Bảo, hãy tiếp tục lựa chọn con số may mắn dành cho mình đi nào. Rồi, bây giờ mình lựa chọn số 2. Số 2, tại sao vậy? Thích thì lựa thôi. Thích thì lựa thôi. Dạ. Ok, dạng sự khởi đầu nan. Số 2 có giúp cho bạn vượt qua gian nan hay không? Và đừng có nản nha. Năm nhân vật còn lại, họ sẽ gắn liền với từ khóa nào đây? Xin mời. Wow. Ca sĩ. Đó. Trời ơi, ngành nghề của mình đó. Rồi. Ca sĩ. Bảo, Bảo đừng lầm nha Bảo. Ai trong số 5 nhân vật này là ca sĩ? Nếu mà ca sĩ thì giống như là ban đầu khi mà mình trò chuyện, mình lấy ấn tượng đầu tiên của họ thì dạ. Số 1 và số 2 đang chiếm nhiều. Đúng, đúng, giọng nói, dạ. Ngoại hình, ok giọng hết. Sáng Trưng Hà. Dạ. Nếu mà 1, 2 thì có khi số 1 mạnh hơn đó. Lộc. Dạ. Lần này Bảo có cảm giác là Bảo tin tưởng Lộc. Ghê ghê. Em cho Bảo số đi để Bảo chọn. Kìa, yeah, người ta đã tin tưởng em rồi. Hiển Linh nè, Hiển Linh, cho số đi. Lộc ơi, cho số đi. Em thì em đang có cảm tình, có linh cảm với anh số 1 nhiều hơn. Nhiều hơn, bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm? 60, 40, 70, 30. 80% luôn. 80, 20 luôn, ghê thiệt. Tại vì cái cách đứng, nhìn cái cách đứng của anh đi. Rất đạo màu, rất chào cờ. Anh Tính, anh có giống Lê Lộc không? Bây giờ em cũng nghĩ nghiêng về số 1 nhiều hơn. Đúng. Và quyết định của bạn là? Quyết định của em là chắc chắn là số 1 ạ. Số 1. Số 1. Số 1 là ca sĩ. Điều đó đúng hay không? Xin mời giác quan thứ 6 lộ diện kết quả. Chị Thoa, chị cười quá kìa. Ca sĩ là số 1 hay không? Yeah. 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 Hay quá. Yes. Yeah. Hay quá. Yeah. 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 Trời đất ơi, lần đầu tiên có người thi mới có dòng số 2 mà lấy được 1 triệu của chương trình. Chưa biết đủ triệu không? Chưa mà ông này thì 25 triệu đó. Ờ. Được bao nhiêu tiền thưởng nào, xin mời. Chắc chắn không phải 1 triệu đâu. Số 2 là 5 triệu. Đúng sai, đúng sai. Dạ, dạ, ok, ok. Gì cũng vậy, giảng sự khởi đầu nan thôi. Bây giờ bắt đầu gian nan chưa hề nản nè. Xin chào anh chàng ca sĩ vị trí số 1. Cao ráo, điển trai, không mang vàng mang dép gì mà cao cũng hơn MC luôn. Với lợi thế về ngoại hình, giọng nói ngọt ngào thì chắc chắn là cái chất giọng của bạn về những dòng nhạc nó rất là hay. Không biết là bạn đang theo đuổi dòng nào? Hiện tại em đang theo đuổi ballad, pop rock. Pop rock. Lời nói đầu tiên gửi lời chào anh Hoàng Rapper, anh Quốc Bảo, chị Lê Lộc cũng như anh Hữu Tính và tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay. Em tên là Neon, hiện tại em là ca sĩ tự do. Yeah, ca sĩ Neon. Bạn theo đuổi cái đam mê của mình được bao lâu rồi? Em đi hát chắc được 5 năm rồi. 5 năm rồi đó. Và bây giờ chúng tôi đang rất mong chờ là anh chàng điển trai này biểu diễn ra sao đây. Xin mời bạn. Wow. Hey. Yeah. Đó, rock à, bóp rock à. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ say. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh cồn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió để em thấy chẳng hề cô đơn, để em biết mình gần bên nhau và em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Come on. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ, đưa em mặc cho em chiếc khăn gió ấm đi. Chúc cho sự nghiệp của Neon càng ngày càng phát triển nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn anh chị nhiều ạ.
Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Giác Quan thứ 6. Và mừng quá quý vị ơi, anh chàng Trương Quốc Bảo đã lấy lại sức sống và niềm tin của mình rồi. Và bây giờ tiếp tục lựa chọn con số may mắn tiếp theo đi nào. Số 5. Bạn Bình Luận ơi, các bạn đã dường như là đoán gần như chính xác những con số tiền. Bạn đoán xem số 5 bao nhiêu tiền thưởng? Em đoán 25 triệu đó anh Tính. Chơi lớn luôn. Còn 1 triệu 15 và 25 hả? Đúng 15 đi. 15 là ở vị trí ở giữa. Cảm ơn bạn. Và bây giờ sẽ là từ khóa nha. Từ khóa trước. Sưu tập xe khủng. Sưu tập xe khủng là một người rất là cá tính. Đúng. Có một cái đam mê rất là lớn với xe. Đó. Chị có thấy số 3 không? Anh số 3 có vẻ cá tính. Mà ảnh như là một phượt thủ vậy đó. Đúng, nhìn ảnh là cái ứng cử viên mà gần nhất đó. Rất thích du lịch, rất là gai góc. Em là em thích anh số 3 đó nha. Nhìn bắp chuối anh chưa? Bắp chuối là dựng mấy cái xe to to đó. Anh đạp xe nhiều quá. Đúng, anh đạp xe to to. Đúng. Vậy là xe mô tô. Ủa, nói tới xe là hình như mọi người không có áp đặt vào phụ nữ nhiều hơn. Đúng rồi, sưu tập xe phải là đàn ông. Phải là đàn ông. Vậy thì anh số 5. Wow. Có thể nha. Bây giờ là cái độ tuổi này là mình về hưu rồi. Mình ở nhà mình chơi gì đó, mình chơi xe á. Trời ơi. Nè, ngồi xa may mắn. Quăng vô. Đúng. Quăng vô. Thầy đã nói rồi, chắc chắn là chính xác. Theo cái giác quan thứ 6 của thầy thì thầy nói là bác Năm đây. Bác Năm. Bác Năm đây là một đại gia ngầm. Đúng. Gì? Nói cái bộ râu của bác không ra tiền tỷ rồi. Mà cái bộ râu đó mà đi bên cạnh những xe khủng nữa, quá phù hợp. Đúng rồi. Bạn Lê Lộc có được đồng suy nghĩ đó không? Em thì em nghĩ số 3 đó. À, nghĩ anh 3 hơn là anh bác 5. Anh 3. Một người nghĩ anh 3, một người nghĩ bác 5. Bạn có sử dụng quyền may mắn không? Em chắc chắn sử dụng quyền may mắn trong vòng này. Với sự lựa chọn của mình là bác 5. Bác 5. Nếu như đáp án này đúng thì bạn sẽ được nhân đôi số tiền thưởng. Dạ. Yeah. Và bây giờ xin mời giác quan thứ 6 lộ diện kết quả. Số 5. Số 5. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Hay quá anh ơi. Hay quá em ơi. Chúc mừng bạn. Như vậy thì số điểm thưởng đã được nhân đôi. Nhưng bao nhiêu nhân đôi đây? Xin mời lộ diện. Trời. 2 triệu cũng vui. Dạ. 1 triệu nhân 2 là 2 triệu. Chúc mừng Trương Quốc Bảo. Như vậy là cơ hội 15 và 25 vẫn còn nguyên. Dạ. Và bây giờ xin mời bác Năm xuống sân khấu. Dạ. Xin mời nhân vật bí ẩn số 5. Dạ lão Hạc ơi. Và rõ ràng là cái sở thích này nó kéo dài rất là lâu rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ bao lâu rồi ạ? Có thể là gần 10 năm rồi. 10 năm chơi xe. Xe khủng. Là xe khủng long hay khủng khiếp ạ? Cũng là to. To khủng khiếp. Lúc còn thanh niên thì mình cũng đã rất thích. À. Chỉ là do một số chưa đủ điều kiện. Chưa đủ điều kiện. Khi mình có điều kiện là mình Chơi liền. Dạ, như vậy là những chiếc xe này là do bác Năm là nhập từ nước ngoài về, hay là tự mình độ cái xe mình lên cho nó khác biệt, không giống ai? Chắc chắn là mình phải mua từ nước ngoài về rồi. Dạ rồi. Tuy nhiên nhưng mà về đến đây rồi mình sẽ cũng sẽ độ theo cái trang phong trí cách thêm. Phong cách của mình. Mà thường á, giới chơi xe đều có những biệt danh của riêng mình á. Dạ bác Năm có biệt danh gì khi chơi xe không? Thì người ta cũng gọi là Vũ Râu. Vũ Râu. Dạ bác Vũ Râu. Nhìn vô là biết liền. Dạ. Không biết là trong số xe đó có chiếc xe nào ấn tượng nhất đối với bác Vũ Râu không ạ? Thực sự thì phải nói là mỗi một chiếc xe dạ mình đã sử dụng thì nó sẽ có những cái riêng của nó. Một cái tình yêu riêng của mình. Đúng rồi, nó sẽ có cái riêng của nó. Vậy đâu mới là cục cưng nhất của mình? Chiếc xe chút xíu nữa chú sẽ giới thiệu với mọi người ở trên sân khấu. Dạ. Thì có thể là chiếc đó hiện tại bây giờ đang là mắc nhất trong cái dàn xe của mình. Wow. Cần nhiều bác Vũ Râu ha. Chắc khoảng tỷ gì đó. Trên tỷ hả? Ôi. Xe mô tô mà trên tỷ là coi như mua được xe hơi rồi đó quý vị. Chắc ơi. Mà vàng quá. Dạ, là 1 tỷ là mình độ chưa hay là tỷ là cái giá gốc thôi? Độ thêm một thêm một số phụ kiện rồi đó, là nâng tổng tiền là khoảng 1 tỷ rồi đó. Wow. Wow. Thôi em nôn nóng quá, em muốn đi nhìn xe quá. Bác Vũ Râu có thể mang xe lên đây để tụi em chiêm ngưỡng được không ạ? Ok. Dạ, xin mời bác. Dạ, được coi xe rồi. Wow. Wow.
Lần đầu tiên Hoàng Rapper được diện kiến một chiếc siêu xe của hãng Honda mang tên là Goldwing. Đây là một huyền thoại rồi. Rất nhiều đời đã được sản xuất ra nhưng luôn luôn giữ được cái đẳng cấp của riêng mình. Ai sở hữu chiếc xe này luôn luôn là ở vị trí dẫn đoàn, đúng không anh Vũ? Công việc nó thích hợp nhất là mình dẫn đoàn thì nó phù hợp hơn là cái sử dụng cho cá nhân. Phân khối của nó là cụ thể là bao nhiêu ạ? Nó 1.800 phân khối. 1.800 phân khối. Em tưởng tượng đi Lê Lộc, 1.800 con ngựa nó kéo em đi đó. Ghê vậy? Vâng, cái phiêu, mã lực em à. Trời ơi trời. Đúng, anh quay phim thấy được em. Chiếc xe, một xe. Đây là một trong chiếc xe rất là phù hợp với tướng của anh Tính. Anh Tính, thử anh Tính. Rồi, coi Tính nằm. Tính vâng, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tay phượt thủ Hữu Tín. Rất phù hợp. Anh chống chân mà còn toàn ten kìa. Đây, ngồi được mấy ai ngồi được như vậy? Đúng rồi. Không biết là chiếc Goldwing này là đời nào anh Vũ ha? À, chiếc này nó đời 2019. Đời 2019 là mới đây thôi. Đời mới luôn. Đời mới nè, có 4 cái máy lạnh luôn nè anh. Trời đất ơi, xe máy gắn máy lạnh. Cái gì vậy Lộc? Xin cảm ơn bác tài Biker Vũ Râu đã giới thiệu cho chúng tôi một trong những chiếc siêu xe cực khủng của mình. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và đồng thời xin đón chào quý vị đang đến với giác quan thứ 6 vòng thứ 4 mang tên lập luận. Đồng nghĩa với việc ngoài phần trực giác ra thì Trương Quốc Bảo bạn cũng sẽ vận dụng sự thông minh cùng với sự cố vấn của ban bình luận để đưa ra những phần lập luận thật là chính xác dành cho những từ khóa tiếp theo. Nhưng bây giờ hãy lựa chọn con số may mắn của mình đi. Bây giờ 1 với 3 nè, đồng nghĩa là sẽ là 15 triệu với 25 triệu thôi, rất là cao luôn á. Đã lừa đi. Số 3 đi anh. Số 3 đi ha, dù sao cũng rất là cao rồi. Số 3. Số 3 sẽ gắn liền với từ khóa nào đây? Xin mời. Chơi keyboard. Keyboard là một từ tiếng Anh chứ không phải là một cái đặc tính, tính cách là keyboard kẹt sĩ, keo kiệt, mà là keyboard đánh đàn. Ai trong số những nhân vật bí ẩn sau đây là chơi keyboard đây? Còn nàng Thị Nở, nàng Thị cùng với anh Chí Phèo thì chơi keyboard là phải chơi trong ban nhạc, hoặc là chơi một mình, hoặc có thể là một thầy giáo hay cô giáo dạy thanh nhạc và nhạc lý, nhạc cụ các kiểu. 2, 3, 4, bạn lập luận đi. Em được đứng gần hơn để nhìn không? Dạ không, bạn chỉ đứng tại khu vực cấm địa này thôi. Đi trời ra ngoài ơi. Là tại vì thường những cái người chơi keyboard thì bàn tay rất là đẹp, ngón tay rất là đẹp, giữ gìn. Keyboard hay piano thì bàn tay đều phải dẻo và luyện ngón thường xuyên. Và đặc biệt là móng tay rất là kỹ lưỡng nữa, nên cái ngón tay đẹp lắm anh. Ủa móng tay là có để dài giống như chơi guitar không? Không, để ngắn thì ngắn, để ngắn rồi, sạch đúng. Sẽ gọn gàng. Lập luận chính xác. Còn với ban bình luận thì có lập luận như thế nào ạ? Chơi keyboard thì có nhất thiết định kiến là phải là nam không? Đa số là nam. Ví dụ piano thì sẽ có nhiều người là nữ. Chứ còn keyboard để mà đánh trong ban nhạc á, đa số những ban nhạc em hay đi hát với nhau, các phòng trà rồi là nam không. Nhưng mà đó là góc nhìn cuộc sống của Tính thì sao? Đúng, đâu dễ dàng chỉ còn một chàng trai duy nhất lại chơi keyboard. Đâu dễ gì được nữ trời. Nữ cũng chơi được mà. Đúng. Trong khi số tiền thưởng còn lại còn rất lớn, 15 với lại 25 triệu. Mình rất mong muốn sẽ là số 3 nó theo thuận theo tự nhiên. Nhưng mà không lẽ dễ như vậy. Đúng. Với 15 triệu và 25 triệu còn lại. Hoặc là đôi khi nó dễ và nó đơn giản như vậy mà anh em mình thì phức tạp thôi. Sợ là mình đang phức tạp hóa vấn đề. Đúng. À, căng nha. Căng à. Và tiết lộ cho Bảo biết rằng là tôi đã đi show event rất nhiều. Và rất nhiều ban nhạc toàn nữ không, trong đó có chơi nữ chơi keyboard. Có luôn, em cũng đã từng làm những event thì đã thấy những cái ban nhạc như vậy rồi. Nhưng đó lại là cái góc nhìn cuộc sống của Hoàng thôi. Quan trọng là thấy Bảo á. Bây giờ nếu mà có hai option đi thì Tính vẫn nghĩ 3-4. 3-4, chà khác mình vậy. Trực giác tôi đang mách Bảo số 2. Nó mạnh luôn á. Em cũng đang nghĩ là số 2 đó. Hãy đưa ra quyền quyết định của mình. Chốt đi. Là thôi thì số 2 sẽ là nghệ sĩ chơi keyboard. Nhân vật số 2 có phải là người chơi keyboard hay không? Xin mời. Và kết quả là Thấy chưa? Trời ơi. Trời. Thấy chưa anh Ba Hưng, thấy chưa? Sao mà nghĩ phức tạp gì vậy ta? Cuộc sống này mình đơn giản được mà. Nói là đơn giản đi mà. Không sao, mất 25 triệu không buồn. Trời, còn nhấn cái đó nữa. Đau. Như vậy Trương Quốc Bảo đã mất đi bao nhiêu tiền rồi? Xin mời. Mười lăm thôi. Trời ơi.
Không sao hết, 25 triệu thôi mà. Xin mời anh ba. Dạ, xin mời anh giới thiệu đôi nét về mình ạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả trên trường quay. Xin chào anh Hoàng Rapper. Và xin chào anh người chơi và ban cố vấn. Em tên là Minh Ân, thì hiện nay em là 28 tuổi. Công việc chính của em hiện tại là giáo viên dạy piano và đang là nghệ sĩ chơi keyboard cho các quán bar và club và các sự kiện. Bạn học nhạc được bao lâu rồi? Dạ, em nhạc học nhạc được 15 năm rồi. 15 năm rồi? Trời, lão làng rồi, master rồi. Hy vọng là chị biên tập rất là hài lòng với phần đánh lừa thị giá vừa rồi của bạn. Không ngờ là 25 triệu vụt mất một cái gọn bưng luôn trong khi mở ngay miệng mèo. Không, tại vì á, lần đầu tiên, ngay từ đầu tiên tới giờ á, anh luôn mang cho mình một cái bên ngoài rất là cứng cáp. Nó kiểu rất là máu lửa, rất là năng lượng. Xuống anh nói chuyện cái là không có chi phèo xíu nào hết, ta hiền khô. Khách mời lại phải học thêm một khóa về niềm tin. Đúng, đúng. Lòng tin. Lòng tin và tập các suy nghĩ đơn giản hơn. Tâm bất biến giữa dòng đời vàng biến nha quý vị. Mình đừng nên phức tạp quá vấn đề làm gì. Cứ đơn giản quá vấn đề mà nhìn nhận thôi. Nhưng mà cái lỗi này một phần cũng là do cái sự xuất sắc của anh Minh Ân. Đúng. Bạn phải đền. Đền chúng tôi bằng một tiết mục biểu diễn được không? Dạ chắc chắn ạ. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng. Xin mời Minh Ân chuẩn bị. Mời, xin cảm ơn Ký Vèo Minh Ân. Xin cảm ơn. Xin chào mừng quý vị đang đến với vòng cuối ngày hôm nay cùng với giác quan thứ 6, đó chính là quyết định. Chỉ còn một ô số thôi là ô số 1, chắc chắn bên trong đó đang chứa đựng số tiền thưởng là 15 triệu. Với 15 triệu này, Trương Quốc Bảo có sở hữu được hay không tùy thuộc vào trực giác của anh ấy có lựa chọn đúng với từ khóa mà chúng tôi đưa ra cùng với nhân vật bí ẩn tương xứng hay không. Từ khóa là gì? Xin mời! Belly dance! Wow! So hot! Yeah baby! Yeah. Để tạo nên một vũ công belly dance sẽ đòi hỏi những yếu tố như thế nào? Chắc chắn Trương Quốc Bảo rất là rành. Rành! Quan trọng là lọc rành không nè? Lọc belly dance bộ môn như thế nào lọc? Belly dance cần nhất là phải có bụng. Có, đúng, chính xác. Ai mà không có bụng, không có bụng sao sống? Bụng là bụng như thế nào? Bụng càng to bụng là sao? Kỹ thuật càng nhiều. Nhưng hữu tính không phải, hữu tính không phải là belly dance, mà hữu tính là jingle bell, là một cái chuông trong danh sinh hầu như cái chuông thôi. Nào, ai trong số hai người đẹp còn lại là vũ công belly dance? Yeah. Họ đang đứng ở hai tư thế y chang nhau luôn, họ giấu bụng luôn. Đúng. Mà bây giờ cái bỏ tay ra thì cũng không ai thấy cái bụng đâu. Nhưng mà anh Bảo, anh có nhớ cái động tác đầu tiên của cô nàng số 4 khi giới thiệu về mình không? Hơi ứng ẹo sao sao á. Đúng rồi. Cô ấy xào qua người anh chàng số 3 đúng không? Mà một cái cách rất là tự nhiên, dẻo, rất là chuyên dẻo. Nghiệp, bản năng á. Nhưng mà em đang sợ cái cô số 4 lại là múa đương đại nha. Ờ, cũng có thể.
Tại vì tay chân cô đó có vẻ phải là... như bây giờ mà lật luôn được cái ô còn lại là từ khóa là gì á, là dễ đoán. Nếu vậy cũng chẳng còn gì để chơi. Đúng, bắt buộc bạn phải lựa chọn đi. Số 2, nãy giờ đang cố gắng gồng mình diễn từ đầu đến đuôi, im lặng, tĩnh tâm hết tất cả mọi thứ. Em có biết là số 2 đã làm mình mất đi 25 triệu không? Em nghĩ số 2. Bây giờ số 2 à, em làm tụi anh mất 25 triệu rồi ha. Mà không lẽ bây giờ em làm mất luôn 15 triệu. Bây giờ mình đơn giản hóa vấn đề đi. Đơn giản hóa thôi. Nó lồ lồ trước mắt. Đúng. Cái chân đứng vậy. Đúng. Chỉ có Vũ Công thôi. Mà Vũ Công môn gì? Nhưng mà hiện tại là hai cô đều đang đứng chéo chân nha. Bây giờ một là em đi theo người cũ, cái người đã từng gây cho em bao nhiêu là tổn thương khi mất 25 triệu là số 2. Hay là em tìm kiếm đến một niềm vui mới. Ai là Vũ Công Belly Dance? Nhớ cái lời mình nói, phải phóng khoáng, phải open. Và quyết định của Bảo đó chính là hãy tin em. Hãy tin anh. Lần trước anh cũng nói như vậy. Bây giờ sẽ có một lựa chọn khác nữa dành cho Quốc Bảo. Đó là chúng tôi cho bạn đưa ra quyết định, sau đó thay đổi quyết định cũng được luôn, với điều kiện phân nửa số tiền thưởng 15 triệu sẽ được gửi về cho chương trình. Có nghĩa là bây giờ ví dụ chốt số 4 nha, sau đó bên kia nó sẽ hiện lên thêm từ khóa. Một từ khóa nữa. Được không? Được. Thì lúc đó lật ngược lại thì lấy nửa tiền. Đúng. Hoặc là giữ luôn lập trường, lấy luôn trọn tiền hoặc mất trắng. Xin mời ban tư vấn. Tôi lại tiếp tục tư vấn cho một người thiếu niềm tin ở cuộc sống như là Trương Quốc Bảo. Số 4. The floor is 4. Anh nhị cô nương, nhị cô nương số 2. Hai cũng có lý. Tại vì những người người ta có cái nét mà thể hiện ngôn ngữ hình thể giỏi á, thì người ta sống nội tâm lắm. Chọn đi. Số mấy? Thì bỗng dưng ai đang việc quên em. Số 2. Số nào ra, số nào đây? Số. Nếu trúng là trò chơi mà không trúng là trời cho. Trời ơi. Không. Bam bam. Số 4. Trương Quốc Bảo đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Bây giờ bạn có đối diện với cơ hội còn lại nếu như chấp nhận thay đổi kết quả khi lật từ khóa cuối cùng chia đôi giải thưởng nếu như thay đổi kết quả và quyết định của mình. Chơi không? Chơi không? Bây giờ cứ vậy. Bây giờ là chưa có mất gì, chọn số 4. Sau khi hiện cái kia lên rồi mới vui nè. Ok. Chơi ha. Chơi. Chấp nhận luôn. Chấp nhận. Và bây giờ xin mời từ khóa cuối cùng lộ diện. Thà hèn hèn vậy đi. Cái này cẩn nè. Cứu đường đại. Cẩn không? Cẩn không? Từ khóa là dân ca quan họ. Nè, đổi liền cho chị. Thôi vậy à? Đổi liền cho chị. Không có đổi được, giọng cô này đẹp mà. Giọng cô này đẹp mới là cô quan họ hát số 4. Đúng, thì tôi chọn Belly Dance là số 4 mà. Không, cái giọng cô này đẹp hơn. Số 2 đẹp hơn. Đây nè, hãy nghe một người mà có đầy kinh nghiệm, dày dặn kinh nghiệm nè. Về sân khấu. Lúc nãy. Đúng. Tôi nghĩ sai rồi. Xong luôn, xong luôn. Nhớ cái giọng bà hồi nãy, bà thánh thoát không, thánh thoát không? Ok. Hãy diễn lên nè. Belly Dance là 2. Ok. Chúc các con họ số 4. Rồi. Chúc. Chúc. 7 giờ rưỡi chứ. Dạ. Anh nhớ phải về 7 giờ rưỡi chứ mọi người. Như vậy là Trương Quốc Bảo đã quyết định rằng là thay đổi kết quả và lựa chọn của mình ngay từ những giây cuối cùng. Dạ. Và đúng với luật, nếu như đáp án này là đúng thì số tiền thưởng 15 triệu sẽ được chia đôi. Trương Quốc Bảo chỉ được 7 triệu rưỡi thôi. Dạ. Hãy lộ diện kết quả. Xin mời giác quan thứ 6. Nè, số 2. Belly Dance là... Thấy chưa? Ủa, chưa hả? 2. Chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Chờ đợi gì nữa? Xin mời hai người đẹp xuất hiện ngay trên sân khấu. Nào, xin mời người đẹp số 2 giới thiệu về bản thân mình nào. Xin kính chào quý vị khán giả. Mình tên là Hồ Lan. Hiện mình đã theo đuổi bộ môn Belly Dance được 10 năm rồi ạ. Wow. 10 năm thôi quý vị à, hèn chi cố ý che cái bụng buồn gần chết. Dạ, còn người đẹp số 4 ạ. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào tới quý anh chị và khán giả đang theo dõi chương trình. Em đang là giảng viên thanh nhạc và ca sĩ hát dân ca. Trời, em tên gì nào? Dạ, em tên Lê Thu Hiền. Hiền, Thu Hiền, trời ơi, như nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền vậy đó. Nghe giọng ngọt ngào, dễ thương. Và bây giờ chắc chắn là mọi người đang rất mong chờ và nôn nóng thấy được phần trình diễn của hai người đẹp rồi. Xin mời hai người đẹp chuẩn bị. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là những giai điệu và vũ điệu rất quyến rũ Belly Dance đến từ Vũ Công Hồ Lan. Wow.
Cảm ơn Hồ Lan rất nhiều. Cảm ơn bạn, tuyệt vời. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Hãy sẵn sàng chào đón những làn điệu dân ca quan họ cực kỳ ngọt ngào đến từ ca sĩ Thu Hiền. Trời ơi, trời ơi, đốn tim, đốn tim. Còn không, đây em vẫn ở không. Em mà còn không, đây em chưa có chồng. Đây tôi chưa có ai. Tính à tính, tính tình tình tình. À hồi à, hư hồi hư là hư. Vâng, em xin cảm ơn. Tạm biệt bạn. Đúng rồi, chị Quốc Bảo phải nhảy lên đi. Dạ. Bởi vì tất cả những vòng thử thách căng não đã trôi qua rồi. Okay. Bây giờ là mình hưởng thôi. Đúng rồi. Bây giờ sẽ là tài sản của bạn, thẻ ATM đây. ATM. Với chiếc máy ATM thông minh này của Ngân hàng Giác quan thứ 6, hãy chờ đón xem mini game cuối cùng hên xui. Dạ. Với số điểm thưởng mà chúng tôi đã nạp vào đây, đó chính là 7 cộng 7,5 bằng 14.500.000 đồng. Dạ. Rất lẻ. Và bây giờ nhiệm vụ của em là chọn này vô đây. Đúng rồi, sống là có kia, có thời, có thiên, có kiên, có lành. Dạ. Xin chào quý khách Quốc Bảo. Để kích hoạt thẻ, xin mời quý khách vui lòng bấm 1 trong 3 nút bên dưới. 1 giữ nguyên số tiền thưởng, 2 nhân đôi, 3 là chia đôi. Thôi, có tiền là vui rồi anh à. Không lẽ chia đôi giờ 14.500.000 mà chia đôi ra nữa. Coi như là cái dáng kia rồi, mình chơi cho vui. Định bấm rồi à? Khoan đã. Em chưa bấm. Bề trên chưa độ mà. Dạ. Xin mời bờ trên, xin mời bờ trên. Dạ, trên. Nói đi dạ. Anh, nói đi anh. Trên quá. À, màu sắc mà tôi đưa ra, con số 14.500.000 đồng. Cao nhất là nó sẽ tăng lên gấp đôi đúng không? Gấp đôi. 14 là 29 triệu. Tự nhiên là 29 triệu. 29, 2 cộng 9 là 11. Đếm từ trái qua phải đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nút đỏ. Nút màu đỏ. 29 triệu nút màu đỏ. Ghê thiệt. Bấm quẻ đó. Bảo. Xin mời mợ. Theo như mợ thấy thì con nên bấm màu xanh. Tại sao vậy mợ? Tại vì màu xanh nó dễ banh hơn màu đỏ. Màu xanh dễ banh. Tại vì mợ làm từ bữa giờ là chưa ai bấm màu xanh. Vậy hả? Bấm màu xanh đi con. Thôi mệt quá. Thử màu vàng. Bấm rồi xong luôn, bấm màu vàng luôn. Tức quá chia đôi. Kết quả là màu vàng là giữ nguyên. Yeah, một trong hai người hại tôi. Chúc mừng Tiêu Quốc Bảo, như vậy là an toàn. Bạn đã an toàn giữ nguyên số tiền thưởng của mình là 14.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Rõ ràng ngày hôm nay là một tập phát sóng rất thú vị với sự tham gia của khách mời Trương Quốc Bảo khi lập được rất nhiều kỷ lục, trả lời sai hàng loạt với sự tư vấn của ban Bình Bượng. Không mà vui được anh, ngày hôm nay đến đây coi như là mình mua được tiếng cười, mua được niềm của vui. Khán giả. Dạ, đúng rồi, vui là được. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn vai trò của Hồ Tính và Lê Lộc rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Dạ. Và cảm ơn Trương Quốc Bảo luôn luôn thành công và tràn trề năng lượng nha. Yes. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam để đến với Giác quan thứ 6. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.